Hello cả nhà, hôm nay Hương Nguyễn rất là vinh hạnh khi mà đón được một chị đến từ phương xa. Chị đến từ đâu rồi? Chị gửi lời chúc mừng đến... Dạ, trước tiên em xin gửi lời cảm ơn chị Trầm Hương Nguyễn. Này là cái Tết thứ hai em được dự ở California. Em tới từ North Carolina. Đầu năm em xin chúc các anh chị Trầm Hương được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài tấn lộc. Mỗi năm làm ăn tiền vô như nước, khách hàng tới điều đều ủng hộ chị. Em xin chúc Happy New Year. Dạ, cảm ơn rất là nhiều. Rồi, bây giờ chị hái lộc nha. Rồi, chị kéo xuống. Rồi, mở ra luôn nha. Dạ, có nghĩa là hai đồng thì cũng là lộc mà cả nhà mình, đúng không? Lộc đầu năm mà. Rồi, làm rồi, cảm ơn chị. Dạ.